Thời tiết miền Bắc diễn biến xấu kể từ ngày 20 tháng 9 khi mưa dông xuất hiện và kéo dài trong 4 ngày. Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa về chiều và tối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa rào và dông quay trở lại miền Bắc từ ngày 20 tháng 9. Khu vực Đông Bắc Bộ có thể mưa lớn, trong khi những nơi khác mưa rải rác. Đợt mưa này kéo dài đến ngày 23 tháng 9. Đầu tuần, khu vực duy trì nền nhiệt cao, dao động từ 26 đến 34 độ. Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9, nhiệt độ giảm nhẹ xuống mức 25 đến 32 độ. Thời tiết vẫn tương đối oi nóng. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa ở các khu vực trên khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân đề phòng các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh, lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Tại Bắc Trung Bộ, thời tiết nắng ráo vào đầu tuần. Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9, khu vực đón đợt mưa dông mới, cục bộ mưa lớn. Sau đó mưa dông sẽ mở rộng xuống khu vực Trung Trung Bộ và duy trì đến ngày 28 tháng 9. Thưa quý vị, tại buổi gặp gỡ, các trẻ có cha mẹ, người nuôi dưỡng đã mất do COVID-19 vào cuối năm 2021. Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, từng đưa ra lời phát biểu đầy xúc động. Nếu người thân, người nuôi dưỡng, các em đau ốm, chúng tôi cũng có những chế độ chăm sóc khám chữa bệnh. Nếu nhà cửa, mưa dột hay thiếu thốn, chúng tôi sẽ kêu gọi để sửa sang. Các con thiếu máy tính để học, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ. Và trải qua một năm với nhiều biến động, công tác về chăm sóc hỗ trợ nhóm trẻ này vẫn đang được phía bệnh viện tận tâm thực hiện với thành quả là những nụ cười đang dần trở lại trên môi, là sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống cùng với những thành tích học tập mà các em đã và đang đạt được. Cơn đại dịch vào tháng 7 năm 2021 đã khiến cho người đàn ông này mất vợ, ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Nỗi đau quá lớn, tưởng chừng khó lòng vượt qua, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân cùng sự hỗ trợ của nhiều đơn vị, chị cả vừa tốt nghiệp đại học. Mơ ước lớn nhất của em lúc này là có việc làm để phụ thêm tiền bố cùng chăm sóc nuôi dạy các em. Tới thời điểm hiện tại em cũng chưa có mua ngoài được. Một phần thì em cố gắng để còn lo cho hai em sau của em. Cũng rất là may mắn được bệnh viện lựa chọn tụi em để cho em có được tiếp tục học tập. Trên con đường đó thì tụi em sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng bệnh viện giống như là các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho tụi em. Nhớ về cái thời điểm mà bùng phát dịch của cái năm ngoái là cái thời điểm mà rất là khó khăn, sự mất mát nó trong không riêng gia đình rất là đau xót. Khi là trong cái thời điểm khó khăn đó thì ngoài cái sự giúp đỡ của bà con cô bác cũng như là chính quyền địa phương phường này kia, các đơn vị tài trợ nhà hảo tâm thì trong đó có bệnh viện Lê Văn Thịnh. Thống kê cho biết chỉ tính riêng thành phố Thủ Đức đã thống kê được 166 trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch. 10 cháu trong đó đã được Bệnh viện Lê Văn Thịnh đại diện bảo trợ trong 5 năm, chi phí chăm sóc gửi trực tiếp cho gia đình. Với những gia đình khó khăn, bệnh viện và các mạnh thường quân sẵn sàng hỗ trợ thêm về nhiều mặt như chăm lo sức khỏe, khám chữa bệnh, thăm hỏi định kỳ. Ngoài cái tiền hỗ trợ hàng tháng, hàng quý, thì chúng tôi hỗ trợ cho các em cái tạm gọi là học bổng để cho các em động viên tinh thần. Còn các em nào mà đậu đại học mà hoàn cảnh còn tiếp tục khó khăn, thậm chí nếu mà cần để hỗ trợ cho cái xin việc làm thì chúng tôi cũng là cầu nối để giới thiệu cho các cái đơn vị. Còn nếu như học ngành y thì dĩ nhiên là chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ đó để làm việc tại cơ quan đơn vị của mình. Xã hội không bỏ các con đâu. Những tấm lòng không bỏ các con đâu. Bằng cớ là tới bây giờ là bao nhiêu chương trình, bao nhiêu báo chí đương lo cho các con. Tôi hy vọng rằng sẽ có những trái tim cũng giống như chúng ta cùng hợp sức lại để đem một chút phần nào an ủi cho những đứa trẻ bất hạnh đó. Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh đã khiến hơn 2.150 trẻ mồ côi, trong đó có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Dù không thể bù đắp cho những mất mát vì vắng bố mẹ trên đường đời, nhưng thời gian qua, nhiều cá nhân, tổ chức và chính quyền thành phố đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đường dài, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần, để các em không cảm thấy đơn độc một mình. Vào tối ngày 18 tháng 9, từ lãnh đạo đồn biên phòng Diễn Thành, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm hai cháu bé đang mất tích ở vùng biển Diễn Thành.
Trước đó, trong lúc tắm biển, bốn em nhỏ không may chới với giữa dòng nước. Hai em may mắn bơi được vào bờ, còn hai em còn lại đuối nước đang mất tích. Theo đó, vào khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, trong lúc tắm biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bốn cháu bé không may bị dòng nước biển đẩy xa chới với. Hai cháu bé may mắn bơi được vào bờ, còn hai cháu còn lại bị dòng nước nhấn chìm mất tích. Nhận được thông tin, đồn biên phòng Diễn Thành đã huy động hàng chục các cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện phối hợp với lực lượng chức năng, UBND huyện Diễn Châu và xã Diễn Thành tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, cho đến gần 21 giờ cùng ngày, tung tích của hai nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Được biết, một bé sinh năm 2008 và một bé sinh năm 2012. Thưa quý vị, thời gian gần đây, cùng với một số địa phương khác trên cả nước, tại tỉnh Nghệ An cũng đã hình thành mô hình chợ 4.0. Với mô hình này, tiểu thương và khách hàng khi mua bán, giao dịch sẽ thực hiện thanh toán bằng cách quét mã Việt QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng dịch vụ, thay thế hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, do mô hình mới được áp dụng cùng với nhiều nguyên nhân khác nhau, nên mô hình chợ 4.0 chưa thực sự phát huy được tính hiệu quả và tính năng công nghệ. Chị Hoàng Phương Thúy là khách hàng, thường xuyên đến chợ Đô Lương để mua sắm các mặt hàng sử dụng trong gia đình. Vì đã quen với phương thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt, nên khi ứng dụng thanh toán mới bằng cách quét mã Việt QR khiến chị cảm thấy bỡ ngỡ. Không cần tiền mặt mà là thanh toán qua thẻ. Lần đầu thì tất nhiên là bỡ ngỡ, xong thì mình làm quen dần. Các cái tiểu thương ban đầu thì cũng đang gặp cái khó khăn trong cái cách sử dụng. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát hỗ trợ các cái tiểu thương sử dụng hoàn toàn để hoàn thiện cái mô hình chợ 4.0 này một cách tốt nhất. Từ giữa năm 2022, Sở Công Thương Nghệ An phối hợp với Viettel Nghệ An triển khai một số mô hình chợ 4.0 trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay đã có 5 chợ thực hiện mô hình với hơn 1.000 điểm liên kết thẻ thanh toán cùng hàng nghìn tiểu thương đăng ký sử dụng dịch vụ Viettel Money. Mặc dù có nhiều tiện ích, nhưng do người dân đều đã quen với hoạt động của chợ truyền thống. Mặt khác, đặc thù của một số chợ nằm giao thoa giữa vùng nông thôn và thành thị. Với đời sống kinh tế, khả năng sử dụng công nghệ của người dân chưa thực sự đồng đều nên còn nhiều hạn chế. Nhiều tiểu thương và người dân chưa hiểu và tiếp cận được với dịch vụ này. Đối với chủ của mình thì là đỡ phải mất công thời gian nhiều, mà lại nhanh chóng mà khỏi phải cầm tiền mặt nhiều. Rất là đơn giản, vì chỉ cần điện thoại rồi là quét vào thẻ là thanh toán được liền, nên là rất là tiện lợi cho khách hàng. Chợ Đô Lương thì nằm trên cái vùng thị trấn, tuy nhiên là chợ là giao thoa giữa các vùng nông thôn với nhau. Cái lượng khách hàng đã tiếp cận được các cái công nghệ để sử dụng trong cái công tác mua sắm là không dùng tiền mặt. Tuy nhiên thì cái quá trình này theo chúng tôi đánh giá cũng cần một khoảng một thời gian để cho các cái khách hàng quen. Việc triển khai mô hình chợ 4.0 nhằm tạo hiệu ứng tích cực, đưa ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực thương mại và đời sống. Tuy nhiên, để duy trì và nhân rộng mô hình này, các chợ cần có phương án để người dân tiếp cận được dịch vụ một cách tối ưu, có tính bền vững, tránh tình trạng đầu voi đuôi chuột.